Vâng. Ôi chỗ nằm đứng cứ hồ để ăn lổ á sao lại. Có về đây chưa? Chưa. Đang lỗi bãi biển bồ lên. Chưa. Đang lỗi bãi biển nằm này đây. Cơm này giữa thì trộn cá luôn nữa cho chú ăn để về trong tủ. Vâng, để đó, để con rửa đây rồi. Có là phải mượn ra trận cũng bắt cãi nào cũng thế. Mượn nó một hai người nó đỡ chắc nó lên cái này. Mình về bị ăn lại lấy coi được không? Làm la lên làm đi xe mình đi xe. Mày ơi, con lại nói kéo này. Con về con lại rổ rỗ con vàng để hắn mắc cái xương nhung cỗ nó không vô như bố mới động vô. Con thử khéo khéo lại con rỗ con chơi với hắn coi coi. Hắn mắc một cái xương nhung cái họng của hắn ạ. Mà bố không cho bố mới động. Con về con lười lười con chơi với hắn con tìm cách tiếp cận con cái chưa lấy không? Đi. Lấy cái gì đó? Thì cứ đợi đợi bố mới lấy cho mới cái chơi với hắn bố mới lấy cho. Tìm cách tiếp cận hắn. Cầu tìm thú nha. Theo anh thì con vô hợp lý là đem vô rừng rồi ạ. Anh còn 20.000 nữa không? Cô đi gọi cái đầu nó quá, chỉ lẽ mất công không điện. Poppy. Quần thì đang ngày trước đẹp lắm mà chẳng lớn nó xấu nhỉ, cái đợt nhũ nó đẹp nhỉ. Ra. Chúa mà chú là lỡ nó cắn cái kinh này cái loại tua lên đã cắn mấy một nhỉ anh trai nhỉ vài bữa em vô anh trai có hình tổn lên làm cho thành người rừng vậy anh tóc hồng cát sồn cả thành người rừng luôn hôm nay thấy cái tay ngô nhìn quên cực kỳ nhá nhìn đóng cái kênh cũng kênh một cái thằng quen mà nhìn quên lắm. Nếu cúc thì chả đi cái chân đất mà cũng lỡ mê người côi. Anh mua anh đóng đấy không thì tới chết của anh tết mà anh mới giảm mà không vài cân vẫn đẹp trai đẹp tết bắt đầu về phải cậu đâu cắt tóc phải ăn tết chứ phần cạo không được kệ làm con dây buộc này. Để chiến binh ơi! Ra đây! Puppy!